bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Điểm tin 1 phút được phát sóng hàng ngày trên Cầu Thủ TV. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của Cầu Thủ TV nhé. Với chiến thắng 1-0 trước Ả Rập Xê Út, Nhật Bản sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận tứ kết Asian Cup 2019. Đây sẽ là đối thủ hết sức đáng gờm của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi họ vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ hết sức mạnh cho đến thời điểm hiện tại. Đội tuyển Australia đã đánh bại Uzbekistan với tỷ số 4-2 ở chấm luân lưu để đặt vé vào tứ kết Asian Cup 2019. Đối thủ của họ sẽ là đội tuyển UAE, đội bóng vừa giành chiến thắng trước Kyrgyzstan với tỷ số 3-2 ở vòng 1/8.